Trang Vy xin trân trọng kính chào quý vị. Và thưa quý vị, Trang Vy xin trở lại với quý vị bản tin đầu giờ của VietNews. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay là Namibia đưa thú quý hiếm đến Cuba. Namibia sẽ gửi 10 con tê giác và 5 con voi đến Cuba trong một dự án đặc biệt mang tên là tàu Noah 2. Theo dự án, nhiều loài động vật hoang dã đã đến Namibia sẽ được đưa đến Cuba bằng máy bay trong tháng 9. Sau đó, Cuba sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với những loài vật này tại một số vườn quốc gia ở nước này. Ông Pohamba Safeta, Bộ trưởng Du lịch của Namibia, cho biết là dự án nhằm thiết lập một chương trình bảo vệ động vật hoang dã tại Cuba. Và điều này còn thể hiện sự ủng hộ của Namibia với Cuba. Namibia từng nhận nhiều sự giúp đỡ từ Cuba trong cuộc chiến giành độc lập từ Nam Phi vào những năm 1970 cho đến năm 1980. Hiện Namibia đã vận chuyển khoảng 120 con thú hoang dã đến Cuba. Trong tháng 11, Namibia dự kiến sẽ đưa thêm 23 loài mới đến Cuba, bao gồm cả loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng như tê giác, báo và sư tử. Và thưa quý vị, chiếc cốc có khả năng phát hiện thuốc kích dục. Một chiếc cốc có thể là phát hiện thuốc kích dục không màu, không mùi, không vị trong nước nhờ thay đổi màu sắc. Khi các thành phần trong chất kích thích như GHB, ketamine, rohypnol nằm chạm vào bề mặt của cốc nước, chúng sẽ biến đổi màu sắc để cảnh báo cho người sử dụng. Mike Abramson, người sáng lập Drink Savvy Inc., cho biết là phát minh trên của ông xuất hiện khi nhiều người bạn thân nhất của ông và chính ông từng là nạn nhân bị cho là uống thuốc kích dục. Sau đó, Abramson đã đến gặp giáo sư John McDonald ở Viện Bách Khoa Worcester, Hoa Kỳ. Và sau 2 năm nghiên cứu, sản phẩm đầu tiên đã ra đời. Ông Mike Abramson nói, mục tiêu cuối cùng của công ty Drink Savvy là thuyết phục các quán bar, câu lạc bộ và trường đại học sử dụng sản phẩm đem lại sự an toàn và ngăn cản hành vi tấn công tình dục. Tuy nhiên, ông Abramson lưu ý sản phẩm của công ty ông sẽ không giải quyết được tất cả các vấn đề xâm hại tình dục. Abramson cho biết là công ty sẽ tung ra thị trường các sản phẩm ống hút và cốc phát hiện thuốc kích thích vào giữa năm sau. Tại thời điểm đó, thì các sản phẩm này sẽ chính thức được giới thiệu trên website của công ty Drink Savvy. Theo một nghiên cứu, trong năm 2007, chỉ một phần nhỏ 2.4% nữ sinh viên đại học bị tấn công tình dục hoặc nghi ngờ bị cho uống thuốc do thiếu hiểu biết. Trung tâm Phụ nữ và Gia đình lưu ý rượu mới là mối quan tâm chính, bởi 90% số trường hợp bị hiếp dâm có nguồn gốc do rượu. Và hỏa tiễn thế hệ mới có thể tái sử dụng. Loại hỏa tiễn thế hệ mới là SpaceX Grasshopper do công ty SpaceX của Hoa Kỳ sản xuất có thể quay trở lại đúng vị trí ban đầu trong bệ phóng. Trong cuộc thử nghiệm mới nhất vào thứ Ba vừa qua tại một bệ phóng ở tiểu bang Texas, hỏa tiễn SpaceX Grasshopper bay lên cao khoảng 250m và lật về một phía khoảng 100m. Sau đó, nó đã quay trở lại an toàn trên bệ phóng. Công ty SpaceX có trụ sở ở tại California cho biết là qua các lần thử cho thấy khả năng bay của hỏa tiễn đã được cải thiện nhiều so với trước. Việc hỏa tiễn có thể tự chuyển hướng là một phần quan trọng trong quá trình trở về trái đất từ không gian với vận tốc siêu thanh. Dự án SpaceX Grasshopper nhằm mục đích là giúp hỏa tiễn tự động trở về sau khi hoàn tất các sứ mệnh. Điều này giúp cho hỏa tiễn có thể tái sử dụng nhiều lần và tiết kiệm được khoản chi phí khổng lồ. Dự kiến trong tương lai, loại hỏa tiễn này có thể dùng để thay thế những hỏa tiễn vũ trụ sử dụng một lần và mở ra một thời đại mới cho ngành du lịch vũ trụ. Tháng 6 vừa qua, hỏa tiễn SpaceX Grasshopper cũng có một cuộc thử nghiệm bay theo hướng thẳng đứng với độ cao là 325m và trở lại đúng vị trí phóng ban đầu. Trong thời gian tới thì SpaceX Grasshopper sẽ được sử dụng để mang hàng tiếp tế lên trạm không gian quốc tế ISS. Và thưa quý vị, năm nay nhiều loại bánh trung thu lạ, độc tại Hà Nội. Ngoài hương vị và kiểu cách truyền thống, năm nay nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu tại Hà Nội đã chế biến nhiều loại bánh có vị lạ như nhân trái cây, nhân chocolate, nhân hải sản và hình thụ ngộ nghĩnh. Theo Vietnamnet, bên cạnh bánh nhân đậu xanh, hạt sen, thập cẩm, trứng muối, năm nay, nhiều hãng bánh tung ra các loại bánh dẻo, bánh nướng nhân chả xanh, chocolate. Lạ hơn là bánh trung thu năm nay có sự góp mặt của dòng bánh mochi nhân mứt, trái cây như dứa tươi, dâu tây, chanh mật ong, cam, kiwi.
có hiệu bắn còn chiều khách hàng sẵn sàng chỉnh sửa thành phần nhân để phù hợp với khẩu vị, chẳng hạn như là bớt mỡ, bớt đường hay tăng hạt dưa, hạt vừng. Hiệu bắn này sẵn sàng đáp ứng giúp cho người ăn chay hay mắc bệnh tiểu đường, mỡ, máu cao, bệnh tim mạch có thể thưởng thức bắn. Bánh trung thu năm nay còn được thay áo mới, lạ hơn. Hiện trên thị trường đang xuất hiện loại bánh trung thu rau câu, vẫn trên nền chiếc bánh trung thu truyền thống. Bánh trung thu rau câu được thay đổi về màu sắc. Vỏ bánh được làm từ loại thạch rau câu mềm, mát lặn, vốn được nhiều người ưa thích, có sắc màu nổi bật và những tạo hình bắt mắt. Lớp nhân bên trong vẫn giữ nguyên hương vị đặc trưng, tuy nhiên có chế biến lạt hơn một chút để thực khách bớt ngán và hợp khẩu vị với nhiều người hơn. Ngoài ra, phần trang trí bên ngoài bánh cũng có những chế biến. Phía trên mặt bánh được tạo hình bằng màu sắc hấp dẫn và hình thù lạ như màu đỏ, hoa vàng, năm cắn, các loại trái cây. Hộp bánh trung thu truyền thống cũng được thay bằng hộp bánh hình ngôi nhà và những chiếc bánh hình nhân vật hoạt hình như gấu Pooh, mèo Kitty. Hộp bánh bằng gỗ kiểu như hộp cơm. Bên trong có bát đựng riêng từng chiếc bánh. Hộp bánh là chiếc đàn piano trắng, nắp đàn in hình mèo Kitty xinh xắn. Hộp bánh là hình chiếc xe hơi, những chiếc xe bánh nướng xinh xinh bên trong cũng hình chuột Mickey v.v. Tuy nhiên, không phải là khách hàng nào cũng thích loại bánh trung thu cách tân mới lạ như thế này. Vị hương có vẻ kiểu dáng truyền thống vẫn mang nét đặc trưng của nó. Và thưa quý vị, ông Hồ Ngọc Nhuận kêu gọi bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Đảng đối lập. Ông Hồ Ngọc Nhuận, một nhân vật từng là cán bộ cao cấp của Mặt trận Tổ quốc, kêu gọi đảng viên bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập và gia nhập Đảng Dân chủ Xã hội, đối lập với chế độ Hà Nội. Báo Người Việt đưa tin theo một bài báo viết có cái tựa là Phá giềng của ông Hồ Ngọc Nhuận, kêu gọi các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ cái đảng độc tài toàn trị, gia nhập đảng mới đấu tranh công khai với chế độ. Ông tuyên bố Đảng mới Dân chủ Xã hội là một đột phá khẩu lịch sử cho nước tràn bờ, cho muôn người Việt Nam đứng dậy phá giềng, vươn vai thành phù động, chống lại nội tạc, ngoại thù, cứu nước, cứu dân và cứu cả chính mình. Cũng theo tờ Người Việt, bài viết hô hào của ông Hồ Ngọc Nhuận tiếp nối theo một bài viết khác tính sổ với chế độ Cộng sản Việt Nam của đảng viên với hơn 45 tuổi, Đảng Lê Hiếu Đằng, phổ biến hồi đầu tuần, cũng đã kêu gọi đảng viên Cộng sản Việt Nam từ bỏ đảng và hô hào lập Đảng Dân chủ Xã hội. Ông Hồ Ngọc Nhuận năm nay khoảng 78 tuổi, từng là dân biểu đối lập thời Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam, giám đốc chính trị chủ bút Nhật báo Tin Sáng. Sau 30 tháng 4 năm 1975, ông được tiếp tục điều khiển tờ báo Tin Sáng thêm vào một thời gian rồi bị bắt đóng cửa. Được chế độ Hà Nội cho ông làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của thành phố Sài Gòn, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến nay. Nhưng những năm gần đây, ông là một trong những người lên tiếng đả kích mạnh mẽ các chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng, lên tiếng binh vực các sinh viên, thanh niên yêu nước, Nguyễn Phượng Uyên và Đinh Nguyên Kha. Ông nhận lớn tiếng phê phán vụ chế độ Hà Nội ép dân ký đồng ý bản dự thảo hiến pháp mới là cho trẻ con. Và kính thưa quý vị, đó là bản tin của VietNews, Trang Vy mới gửi đến quý vị. Và Trang Vy cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành. Trang Vy xin chào tạm biệt quý vị.